Khi tìm hiểu về đoạn trích ở trong sách giáo khoa về tác phẩm Chí Phèo thì như cô vừa mới nói về cái tóm tắt cái tác phẩm Chí Phèo này, những nhân tố đã tác động đến tính cách, sự vận động của tính cách của Chí Phèo, thì chúng ta sẽ lưu ý đó chính là hình ảnh của làng Ngũ Đại đầu tiên. Đấy, hình ảnh làng Ngũ Đại cũng được xem như là một cái môi trường sống, một cái hoàn cảnh sống cụ thể mà nó sẽ tác động đến nhân vật Chí Phèo. Đấy, thế thì về hình ảnh làng Ngũ Đại thì chúng ta có thể nhận xét làng Ngũ Đại này là một cái làng quê như thế nào, chỉ còn cách là chúng ta phải đi lọc các chi tiết ở sách giáo khoa. Nếu em nào có điều kiện mà chúng ta đọc được cả tác phẩm Chí Phèo thì rất là tốt, và chúng ta có thể làm phong phú hơn cho bài viết của mình với cái đề tài, với cái đề bài về Chí Phèo. Thì nếu mà lọc ở trong sách giáo khoa đấy thì chúng ta lọc xong và chúng ta sẽ hệ thống lại, và chúng ta có một cái nhìn toàn diện nhất từ những cái chi tiết đó. Thế thì trước hết chúng ta đi theo tiến trình của văn bản thì các em thấy những cái gì liên quan đến hình ảnh làng Vũ Đại, những cái con người ở làng Vũ Đại này chúng ta sẽ lấy làm chi tiết, và sau đó chúng ta sẽ nhận xét khái quát nó lên xem đặc điểm của làng Vũ Đại là như thế nào. Thế đầu tiên chúng ta thấy như sau: khi mà Chí Phèo lần đầu tiên đến nhà Bá Kiến sau cái hôm mà đi tù về đấy, thì Chí Phèo say khướt đấy khật khưỡng đến nhà Bá Kiến gọi tận tên tục ra để chửi, thì ở cả nhà Bá Kiến, bà hai, bà ba, bà tư đấy cùng ra. Thế thì rồi là một Chí Phèo với ba con chó dữ, rồi Chí Phèo với Lý Cường đấy, tiếng đập đấm đá nhau huỳnh huỵch đấy, rồi tiếng đập vỏ chai đánh choang vân vân. Thế thì tất cả những điều đó, những âm thanh hỗn loạn đấy đã làm cho dân làng, từ các ngõ là dân làng tuôn ra để xem, người ta đùn nhau ra để xem. Rồi đó là một chi tiết về cái làng Vũ Đại này. Thế trước hết chúng ta lưu ý là chi tiết đầu tiên đấy là người dân ùn nhau ra để xem từ các con ngõ. Đấy, thì người dân, chúng ta có thể lưu ý cái chi tiết đầu tiên đấy là người dân đùn nhau ra để xem, đùn ra xem Chí Phèo, cảnh Chí Phèo đến nhà Bá Kiến. Và sau đó khi kết thúc tác phẩm là Chí Phèo và Bá Kiến, Chí Phèo giết Bá Kiến rồi tự sát. Thế thì người dân trước lúc rạch mặt ăn vạ và trước lúc hành hung, bao giờ Chí Phèo cũng kêu lên. Thế thì đến lúc mà mọi người lại vì cái tiếng kêu đấy và mọi người lại đã nhao lên chạy đến, cả làng Vũ Đại đã nhao lên rồi đùn nhau ra xem Chí Phèo, rồi nhao lên đến nhà Bá Kiến, đến nhà Bá Kiến xem sự thể như thế nào. Đấy, cái chi tiết đó cũng cho chúng ta biết được đây chính là cái bản chất mà thường thấy ở mỗi cái làng quê, ở người dân quê. Đấy, đây chính là cái sự hiếu kỳ và có đôi chút là lắm chuyện. Đấy, đấy chính là sự hiếu kỳ tò mò. Đấy, tiếp nữa chúng ta sẽ thấy được một điều, đấy chính là Chí Phèo lớn lên trong cái sự thương yêu đùm bọc của dân làng. Vậy là cái dân làng Vũ Đại này cũng như mọi làng quê khác, đó là những người dân rất là đầy tình yêu, yêu thương, đầy sự san sẻ, đùm bọc với nhau. Đấy, thứ hai đấy chính là người dân đấy, đùm bọc Chí Phèo, đùm bọc cưu mang Chí Phèo. Đấy, và đây chính là cái bản chất của người dân quê, đấy là sự yêu thương đùm bọc nhau để mà sống. Đấy, còn nữa, thế rồi cái dân làng đó khi mà chỉ cần một câu nói của cụ Bá Kiến đấy là đã tán đi, họ không nói gì nhưng họ lặng lẽ và
tán đi, vì là họ nể cụ bá một phần, và một phần nữa là họ không muốn phiền lụy đến mình, không muốn bị liên lụy, vì họ muốn an phận. Đấy, vậy là cái chi tiết mà dân làng đã lặng lẽ tản đi khi mà chỉ một bằng một cái câu nói của cụ Bá Kiến thôi. Đấy, thì dân làng lặng lặng tản đi. Vậy là ở đây cũng cho thấy một cái đặc tính của người dân, đấy là sự an phận, không muốn phiền lụy. Đấy, tiếp nữa chúng ta thấy ở cái làng Vũ Đại này, thì khi mà Bá Kiến vừa mới về đấy, người chỗ này cụ cất tiếng rất sang, và chỗ này lại cụ, chỗ kia lại cụ, chỗ này lại cụ, chỗ kia lại cụ. Thế thì chứng tỏ rằng Bá Kiến là một người có chức địa vị rất là cao ở cái làng Vũ Đại đấy. Và chúng ta sẽ thấy là đúng như vậy, Bá Kiến là một người có địa vị rất cao, được gọi là cụ bá hộ ăn tiên chỉ làng, là bốn đời làm lý trưởng rồi chánh tổng vân vân. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy này, có cụ Bá Kiến. Đấy, Bá Kiến là người có địa vị cao nhất, người có địa vị cao nhất. Đấy, Bá Kiến là người có địa vị cao nhất, và dân làng thì rất là nể cụ bá. Đấy, vậy là chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái tôn ti, dân làng cũng có tôn ti trật tự, dân làng Vũ Đại cũng có một tôn ti trật tự hẳn hoi rõ ràng. Đấy, nhưng mà cái xung quanh cái cụ bá này có đâu có phải là mình cụ bá là một cái kết thành một phe cánh, mà còn có rất nhiều phe cánh khác. Đấy, mặc dù cụ bá là người cao nhất, địa vị cao nhất làng, nhưng mà còn có ở làng đấy, làng Vũ Đại đấy, còn có rất nhiều phe cánh, mỗi phe cánh đều kết lại xung quanh một người. Thế thì đó là những phe gì? Phe chúng ta nhìn thấy ở trong cái đoạn trích sách giáo khoa đấy, là cái phe mà ngang ngửa với cụ bá, đấy là phe đội tảo. Rồi nữa, nếu các bạn đọc cả tác phẩm, chúng ta sẽ thấy có cánh ông Tư Đạo, cánh ông Bát Tùng. Vậy là ít nhất là sẽ có bốn phe cánh đấu đá tranh giành quyền lợi lẫn nhau. Và ngoài mặt thì chúng tỏ ra rất là tử tế với nhau, nhưng ở trong lại ngấm ngầm muốn đẩy nhau lụn bại. Đấy, thế thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều phe cánh. Đấy, phe cánh như là Bá Kiến này, rồi là phe Đội Tảo này, rồi là phe Bát Tùng này, rồi là phe Tư Đạo. Đấy, ít nhất là có đến 4 phe cánh. Và những phe cánh này thì ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng bên trong thì ngấm ngầm đấu đá nhau. Đấy, đó là về giai cấp thống trị. Thế còn những người dân cụ thể, những người dân ở giai cấp bị trị, những người dân nông dân thì họ như thế nào? Chúng ta sẽ thấy được thông qua một số bộ mặt như sau. Ở cái làng đấy, không chỉ có Chí Phèo là kẻ lưu manh sau 7-8 năm về tù, và sau những lần đi tù về và sau những lần gặp Bá Kiến, mà chúng ta còn thấy nữa, trước khi Chí Phèo về một năm thì đã có binh chức. Thế thì binh chức mất một năm, rồi sau đó đến năm sau là Chí Phèo xuất hiện. Binh chức cũng là một tay bị lưu manh hóa. Đấy, rồi trước nữa đó là có năm thọ, mặc dù cái bản chất của năm thọ không phải là một người hiền lành như cục đất giống như Chí Phèo hay là binh chức, nhưng mà năm thọ lại là một tên đầu bò đầu bướu của làng, và nó kình nhau với Bá Kiến, với Lý Kiến lúc bấy giờ là Bá Kiến, lúc bấy giờ đang là Lý Kiến. Thế thì vì thế mà Lý Kiến đã ngấm ngầm đẩy năm thọ vào tù, nhân cái cơ hội là năm thọ đã dính đến một cái vụ cướp. Đấy, rồi sau đó năm thọ quay trở về đòi Lý Kiến 100 đồng bạc và một tờ giấy thông hành rồi đi biệt tăm luôn. Đấy, vậy chúng ta sẽ thấy năm thọ
hay là binh chức hay là trí phèo, tất tần tật những con người đấy, đó là những cái tên còn có thể gọi là những cái tên lưu manh, những tên côn đồ của cái làng Vũ Đại này. Đấy, vậy chúng ta sẽ thấy cái làng Vũ Đại này sao mà lắm những cái tên lưu manh, những cái tên côn đồ như thế. Nào, nhiều, rất nhiều lưu manh, lưu manh, côn đồ. Đấy, mà những người mà Bá Kiến gọi là đầu bò, đầu bướu. Đấy, những cái tên đầu bò, đầu bướu. Đấy, những tên gọi là những cái tên bạt mạng. Đấy, vậy lưu manh côn đồ, ví dụ như chúng ta sẽ thấy như là Nam Thọ này, như là binh chức này, rồi như là trí phèo. Nhưng mà đâu cái dân làng Vũ Đại này còn có những cái người như là Tự Lãng này, cái người mà uống rượu với trí phèo đấy, Tự Lãng này, thế còn có như là Bà Cô Thị Nở này, rồi là những cái thân phận như là thị nở. Thế thì đó là những cái thân phận như thế nào, những thân phận của những cái hạng người ở dưới đáy rất là khổ cực đấy, thậm chí là có rất nhiều bi kịch đấy, rất nhiều những cảnh đời, nhiều những cái cảnh đời, những cái số phận đau khổ, bất hạnh đấy. Thậm chí là đến mức bi kịch đấy, bi kịch. Bà Cô Thị Nở hay Thị Nở đều là những người ở vậy, không lấy chồng. Rồi những người như là Tự Lãng, vợ thì mất đã lâu và con thì lại chữa hoang và đã bỏ đi, chỉ còn lại một thân một mình đấy. Hay ngay cả như là binh chức, ngay cả như Chí Phèo cũng là những cái con người rất là bi kịch đấy. Từ một người hiền lành mà biến chất và tha hóa đến mức lưu manh. Vậy là chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái cảnh đời, rất nhiều những cái số phận bất hạnh, những số phận bi kịch đấy. Thế còn dân làng Vũ Đại đó, còn là cái làng Vũ Đại đấy, chúng ta còn được cảm thấy hoặc là cảm nhận như thế nào nữa thông qua cái lời của Bà Cô Thị Nở. Bà Cô Thị Nở nói, nhận xét về Chí Phèo đấy là một thằng không cha không mẹ và chỉ có một cái nghề, đấy là nghề rạch mặt ăn vạ. Lý Cường trước đó cũng nói về Chí Phèo là cái thằng không cha kia đấy. Thế là trong con mắt của người dân làng Vũ Đại, sau khi mà Chí Phèo đi tù về thì Chí Phèo đã hoàn toàn sống trong một cái thái độ đầy định kiến của người dân Vũ Đại đấy. Một người dân thì đầy định kiến đấy, đầy định kiến. Và sau khi Chí Phèo đi tù về, chúng ta thấy hình như Chí Phèo không bao giờ được đón nhận cái tình yêu thương, sự sẻ chia giống như một anh chí hiền lành ngày trước khi đi tù nữa. Đấy, người dân đầy định kiến, chúng ta có thể lấy các chi tiết thông qua cái lời nói của Bà Cô Thị Nở, lời nói của Bà Cô và lời nói của Lý Cường là con trai của Bá Kiến. Lý Cường là con trai của Bá Kiến, hay là lời của dân làng sau cái chết của Chí Phèo và Bá Kiến đấy. Thằng ấy, thằng gì chứ hai thằng đó chết, ai chứ hai thằng đó chết thì không ai tiếc đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy từ đây chúng ta có thể nhận xét gì, chúng ta có thể rút ra những cái nhận xét gì về dân làng, về cái hình ảnh làng Vũ Đại không đấy. Hình ảnh làng Vũ Đại hình như chúng ta đã thấy rất là quen thuộc đấy, nó cũng có một vài nét giống như những cái làng quê bình thường khác trước cách mạng, giống như những làng quê của chị dậu của anh Pha đấy. Đó là cái làng quê mà con người làm sao nhỉ, rất là đùm bọc, rất là yêu thương nhau, và bản chất con người thì luôn là an phận. Nhưng mà bên cạnh sự đùm bọc yêu thương đó thì cũng đầy định kiến, đó chính là bản chất của người dân quê đấy. Đấy, vậy chúng ta sẽ thấy như sau. Thứ nhất, đấy chính là nhận xét đầu tiên, đấy chính là một cái dân cái làng đấy, một làng Vũ Đại là một làng quê có sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhưng mà và người dân an phận, nhưng mà lại cũng rất là
rất là nhiều định kiến, nhưng cũng đầy định kiến. Đấy. Còn nữa, chúng ta còn có thể nhận xét gì? Đây là một làng quê mà có tôn ti trật tự. Đấy. Có tôn ti trật tự nghiêm ngặt. Đấy. Làng quê này còn là một làng quê như thế nào nữa? Đó chính là cái sự đấu đá của rất nhiều phe cánh ở trong giai cấp thống trị, cái sự bóc lột của giai cấp thống trị đối với giai cấp vị trị, để đến mức gây ra rất nhiều bi kịch cho con người, để đến mức sản sinh ra một loạt các sản phẩm không mong muốn của làng vũ đại. Đấy là những tên lưu manh côn đồ đã cho thấy một cái không khí vô cùng ngột ngạt và tăm tối. Một làng quê với không khí ngột ngạt, tăm tối. Đấy. Vậy là chúng ta sẽ thấy là một loạt những cái điều chúng ta vừa rút ra như thế này chúng ta đã bắt gặp trong rất nhiều các tác phẩm khác. Đến tác phẩm Chị Dậu, trước đó chúng ta sẽ cũng bắt gặp một cái không khí ngột ngạt tăm tối của làng quê trong cái mùa sưu thuế. Vậy là đây là những cái đặc điểm của một cái làng quê Việt Nam trước cách mạng đã được phản ánh rất nhiều ở trong văn học. Hay nói cách khác là đây là những đặc điểm chung của một làng quê Việt Nam trước cách mạng, đúng không nào? Và đây chúng ta sẽ thấy là đặc điểm chung của cái làng quê Việt Nam trước cách mạng. Đấy, mà chúng ta đã thấy trong Lão Hạc, trong Chị Dậu, vân. Đấy. Tiếp nữa, chúng ta còn có thể rút ra được nhận xét như thế nào nữa? Đấy. Làng quê này là làng quê mà có rất nhiều lưu manh côn đồ, hoàn toàn khác với các làng quê khác. Ở làng quê trong Tắt Đèn làm gì có những cái lưu manh, những côn đồ như thế này. Và làng quê này cũng có rất nhiều những cái số phận bi kịch, đau khổ, bất hạnh. Đấy, rất nhiều, một loạt các số phận bi kịch, đau khổ, bất hạnh. Đấy, chúng ta sẽ thấy đó chính là cái đặc điểm riêng đấy về người dân. Đấy, người dân ở dưới đáy xã hội đấy thì có rất là nhiều những cái bi kịch. Đấy, nhiều những cái đau khổ. Và cái bi kịch này thậm chí nó còn lên đến mức như là các hiện tượng. Bởi vì chúng ta thấy là ở làng quê này đâu có chỉ mình Chí Phèo là một kẻ hiền lành mà lên đến mức bị biến thành lưu manh côn đồ. Mà trước Chí Phèo còn có binh chức cũng hiền lành và biến thành lưu manh côn đồ. Nhưng có điều là binh chức không phải đi tù giống như Chí Phèo mà là đi lính. Đấy. Rồi, đấy là những người dân ở dưới đáy. Những người dân ở dưới đáy thì là những người bị biến thành những cái kẻ đau khổ và nhiều bi kịch. Tiếp nữa chúng ta sẽ thấy nữa, đấy chính là cái làng quê này là một cái làng quê rất là nhiều phe cánh đấu đá nhau, mà như một cái thầy bói đã đi qua, như một ông thầy địa lý đã đi qua và nói rằng cái thế đất của làng này là một cái thế đất quần ngư tranh thực, tức là rất mồi thì chỉ có một, nhưng lại có một cả đàn cá cùng nhau sâu xé vào cái miếng mồi đấy. Đấy, thế thì chúng ta sẽ thấy như sau. Đấy, một cái nhận xét nữa, đấy chính là cái làng vũ đại này cũng là cái làng mà nhiều phe cánh đấu đá, rất nhiều các phe cánh đấu đá nhau. Đấy. Rất nhiều phe cánh đấu đá nhau. Và đây chính là cái làm nên cái đặc điểm riêng của cái làng vũ đại. Đặc điểm riêng của làng vũ đại mà hầu như chúng ta chỉ thấy qua cái tác phẩm Chí Phèo này thôi. Vậy là với những cái đặc điểm chung này và những đặc điểm riêng này thì các em lưu ý, đó chính là những nét tạo nên một cái hoàn cảnh điển hình. Đấy, những nét tạo nên hoàn cảnh điển hình. Cái hoàn cảnh điển hình là một trong những đặc điểm của xu hướng văn học hiện thực, đó là xây dựng nên được những hoàn cảnh điển hình, nó sẽ tác động đến tính cách của nhân vật như thế nào. Đấy. Vậy là
Từ đây chúng ta có thể kết luận gì chung nhất về làng Vũ Đại? Đó là một cái hoàn cảnh làng Vũ Đại có thể được xem là một hình ảnh điển hình, hay là một hoàn cảnh điển hình cho làng quê Việt Nam trước cách mạng. Đấy là hình ảnh, hay nói cách khác là có thể xem đấy chính là hoàn cảnh điển hình của tác phẩm, là hoàn cảnh điển hình của tác phẩm. Cụ thể đó là cái hoàn cảnh điển hình đấy chính là hoàn cảnh mà nó thể hiện được cái bản chất của các mối quan hệ ở trong cái cộng đồng làng xã đấy. Thế thì bản chất của các mối quan hệ làng xã đấy đã được thể hiện rõ nhất bằng những cái chi tiết và các kết luận chúng ta vừa mới đưa ra đây. Vậy hoàn cảnh điển hình của tác phẩm, hay có thể nói đây là một làng Vũ Đại, là một hình ảnh của làng quê Việt Nam, làng quê Việt Nam trước cách mạng. Đấy, làng quê đó cũng có các giai cấp thống trị, giai cấp bị trị. Trong giai cấp thống trị thì có nhiều phe cánh đấu đá với nhau. Giai cấp bị trị thì bị biến thành, bị bóc lột tàn nhẫn để đến mức biến thành những con người đau khổ, những cái con người với những cái tấn bi kịch của cuộc đời. Đấy, thì chúng ta vừa mới tìm hiểu về hình ảnh làng Vũ Đại, và hình ảnh làng Vũ Đại này là hoàn cảnh điển hình đã tác động lên tính cách của Chí Phèo. Tiếp nữa, khi mà tìm hiểu về tác phẩm Chí Phèo, cái đoạn trích ở sách giáo khoa, thì chúng ta lưu ý một cái điển hình nữa, đấy chính là hình tượng điển hình. Thế thì hình tượng điển hình ở tác phẩm Chí Phèo thì chúng ta lưu ý có hai hình tượng được xem là điển hình, cho tiêu biểu cho hai cái giai cấp, cái tầng lớp khác nhau ở trong cái làng Vũ Đại đó. Đấy là hình ảnh Bá Kiến và hình ảnh nhân vật Chí Phèo. Thì trước hết chúng ta đi tìm hiểu về nhân vật Bá Kiến.